Ủa, ai comment hỏi gì đây? Không phạm gì nè. Tôi nói thật nha, anh ơi đừng giận nha. Đố anh vậy chứ mấy thằng rượu bia đi đến nhà người khác, trước tiên là đàn bà, cho mấy thằng đó uống cái gì trước vậy anh? Em hỏi cái hỏi câu này anh ngại quá. Tại vì á anh diễn trong cái vai đó, anh đó chỉ là anh diễn hài thôi, anh diễn trong cái vai mà anh nói với bà xã anh á, từ đây trở lên tôi nghỉ nhậu rồi. Cái bà xã hỏi sao vậy, nói thì mấy bạn thôi á, nó nói con vợ nào xấu á với hay cạm nhàm, từ đây trở lên nghỉ cho ăn đỡ nhậu. Mà thường thường đàn bà người ta đâu có chịu người ta xấu đâu. Cái bà mới nói vậy từ đây trở lên á, ông cứ đi nhậu đi cho tôi, nhậu tối ngày cho tôi, vô bóp tôi lấy tiền đi đi. Thế mình mới nói lấy tiền được rồi. Mình mới nói công nhận mua hàng kế bẩn của mình mà hiệu quả thật, đó là cái vai hài của anh. Nhưng mà em hỏi cái đó thì anh cũng ngại. Em biết là cho uống cái gì rồi mà sao em đi hỏi anh, thì anh cũng nghĩ như em vậy đó, uống gì em biết rồi đó. Ủa mà chắc em cũng không được. Bản thân anh là đàn ông nè, và anh từng chứng kiến những người đàn ông đó có nhiều khi rượu vô rồi á, có bao nhiêu trời xa láng hết trơn, không nghĩ đến vợ con gì. Rồi tối ngày rủ ăn nhậu đó, vừa khổ mình vừa khổ vợ bạn, người ta bực bội, người ta giận lẫy, người ta chửi uống này uống kia, em biết rồi đó. Mà cái đó là cũng nói chung là cũng cái này mình đứng ra giữa mình xét ha, mình dựa vào cái chỗ là mình là đàn ông. Thí dụ như người đàn ông đâu đó đàng hoàng đi, lo cho vợ con đầy đủ đi, thì thử hỏi á là bà tao đâu có nói gì. Trước tiên là vợ con sung sướng, sự nghiệp có ổn định rồi, thì cái chuyện mình nhậu mình giao thiệp đó là, cái chuyện đó là bình thường, vợ con đâu dám nói. Còn đằng này ăn cơm sáng phải lo cơm chiều, vì mà chơi với bạn là khô máu, khi hứng vô nhậu chịu này qua chịu nọ, thậm chí thiếu nợ luôn vẫn nhậu, thì cái điều đó vợ con nó dậy nó la là tất nhiên rồi. Anh hiểu được cái nỗi niềm em, khi em hỏi câu nói này là anh hiểu. Nói vậy đi chứ, ví dụ như chồng thành đạt đâu này kia, cả xã hội người ta còn nể trọng nữa, muốn gì vợ con, phải không? Còn nên nhậu vô bắt biết mà nhậu quên ăn quên làm mà sự nghiệp rồi bó bê, cái đó là vợ con nó không nể trọng điều đương nhiên rồi. Vậy đó nghe, anh chỉ trả lời em được bao nhiêu đó thôi. Cậu uống cái gì đó thì em biết ở đây, em hỏi anh chắc cớ quá, làm anh khó nói lắm. Vậy nè, rồi xin chào em. Trời ơi.